Sẵn rồi lắc lần này mất 7 đồng anh em ơi. Ôi thôi không ổn rồi, không ổn rồi. Tình hình chỗ này có vẻ là không ổn rồi anh em ơi. Tình hình chỗ này có vẻ không ổn rồi. Tiếp nào. Sao Vinh lên mất 7 đồng rồi. Ý hiệu ông tập. Ê tuyệt vời. Cũng dễ anh em ơi. Ô, thôi một phát nha, một cái nha, một cái nha. Có lời, có lời rồi, có lời rồi. Có lời, có lời, có lời. Một cái nha anh em ơi. Đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Một cái nha, có lời nha, có lời nha. Đấy, đây. Bây giờ tiếp nè. Thì bây giờ mới mất 7 cái. À, 17 cái. Mà được một cái này rồi. Đây, tiếp nha. Khi ông tập, khi ông tập. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Ở hôm nay mình lại tiếp tục là một video bên game MOBA Season 2 SS2.vn anh em ơi. Thì hôm nay mình đã lấy được cái danh hiệu cuối cho con này luôn rồi. Và mình gom đồng xu may mắn để mình xoay win 2 tiếp. Thì mình có gom được 107 cái. Thì ngày hôm nay á mình sẽ làm một video test nhân phẩm. Nghĩa là hôm nay mình sẽ đổi nha anh em ơi. Thử xem là 107 này cái được bao nhiêu cái lông vũ hoặc là hy vọng tập nha. Thì giống như bình thường á là anh em đổi chắc cú là được 3 cái. Chắc cú là sẽ được 3 cái nha anh em ơi. Thì ba cái là được là 90 đồng xu. Nhưng mà hôm nay nhiều vậy mình sẽ test nhân phẩm. Hy vọng là sẽ được khoảng gần chục cái. Thì tại vì chắc cũng phải mười mấy lần đấy. Đây. Thử xem là may mắn không nha anh em ơi. Thì ở đây á nó có 3 mốc. Thì cái mốc 10, 20, 30. Thì cái mốc 30 là chắc cú. Cái mốc 10 với 20 này là hên xui. Thì cái 10 này á là tỷ lệ với cái 20 này là cái tỷ lệ nó ra đồng xu rồi là thấp. Thì hên á thì nó trả lại 9 10 cái luôn. Trả lại 19 cái đồng xu luôn, còn xui á là nó trả lại một cái hai cái đấy, kiểu như vậy đây đấy. Để bây giờ mình sẽ thử xem là được bao nhiêu nha. Thì mình cũng đang gom khoảng phải 4 5 cái lông vũ mình với xoay hai để kiếm win lúc mana lót. Thì con DK của mình đang xài win của con DL trước chuyển qua đây, bây giờ thử xem là kinh dị không nha. Rồi lúc nào sờ 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 win lấy hết lộn. Lát mà... ôi tưởng lát ồ hên nha anh em ơi, hên nha, cái này là hên nha. Có nghĩa là nó trả lại 10 cái luôn, có nghĩa là không mất cái gì đấy, cái này là không mất cái gì đấy. À ngon 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 rồi. Giờ bây giờ mình đỡ mất, bây giờ mình sẽ làm tiếp một lần nữa. Đây tiếp tục đây, cứ 10 cái ta rồi sợ kiếm lấy hên đi. Huy động tộc rồi. 10 cái đi, 10 cái đi, 10 cái đi, đừng có mất cái nào, đừng có mất nào. Ôi, tuyệt vời nha anh em ơi. Ô, thôi 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 thôi. Hên thế nhờ. Không mất nha anh em ơi, hai phát chưa pha mất phát nào hết. Có nghĩa là hai phát nó vẫn trả lại 10 cái. Có nghĩa là không mất mát gì. Đây, cái thứ ba này sờ lấy hên nào. Lông. Lông. Lắc trời. Ôi. 10 cái tiếp đi, 10 cái tiếp đi. Rồi xong rồi. Sao nó lại lắc, lần này mất 7 đồng anh em ơi. Ôi thôi không ổn rồi, không ổn rồi. Tình hình chỗ này có vẻ là không ổn rồi anh em ơi. Tình hình chỗ này có vẻ không ổn rồi. Tiếp nào. Sao Vinh lên, mất 7 đồng rồi. Đi ông tập. Ô tuyệt vời. Cũng dễ anh em ơi. Ô thôi một phát nha, một cái nha, một cái nha. Có lời rồi, có lời rồi. Có lời, có lời, có lời. Một cái nha anh em ơi. Đây 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 đây. Đây 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 đây. Một cái nha, có lời nha, đấy. Đây. Bây giờ tiếp nè. Thì bây giờ mới mất 7 cái. À 17 cái. Mà được một cái này rồi. Đây, tiếp nha. Khi ông tập, khi ông tập. Ôi.
10 cái, 10 cái, 10 cái. Ồ, 9 cái cũng đỡ nha anh em ơi, 9 cái, 9 cái, 9 cái được rồi. Xong xong xong. Có một cái là mừng rồi. Ở đây tiếp tục, tiếp tục. May mắn có mỉm cười hay không? Ém bùa nó nào, ém bùa nó nào, ém bùa, ém bùa, ém bùa nữa. Nam mô Di Phật đã lại cho amen. Dứt rồi. 10 cái, 10 cái, 10 cái, 10 cái, 10 cái. Ồ, 7 cái. Lại mất 3 cái rồi. Tình hình có vẻ căng này nha mày. Đây đây đây. Đây nào, tiếp. Tiếp nào. Sở Vinh lấy hên. Em bùa, em bùa, em bùa, em bùa, em bùa. Ông Vũ Huy Hồng tộc, Long Vũ Huy Hồng tộc. Dứt. Ồ. Lại tiếp rồi. Ồ, lại 7 cái. Hỏng rồi nha mày, hỏng rồi, còn bao nhiêu cái đây? 37 cái ở đây. Mà được 7 lần rồi hả? 7 lần rồi. Sở Vinh. Em bùa dứt nào, dứt nào. Mỉm cười. May mắn mỉm cười. Hai cái rồi nha, hai cái rồi nha. Như vậy tình hình là được hai cái huy hoàng tộc rồi. Mà trong khi đó này, mình đang còn khá là nhiều. Nói chung là nếu mà chỉ cần ra một hai cái nữa là có lời, hai cái nữa là có lời. Đấy, tiếp tục. Để tiếp tục nào. Hy vọng may mắn mỉm cười, chuẩn bị thời tới rồi nha mày. Làm lấy khoảng chục cái huy hoàng tộc xoay Win Manalot là chuyện đơn giản. Rồi, tiếp. Tiếp nha. Đây, tiếp tục này, sờ sờ kiếm đang hên. Sờ kiếm lấy hên, sờ kiếm lấy hên. Dứt 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 dứt. Mình nhìn xin được đồng xu, nhìn đọc được tâm lý của thằng cha này rồi. Ba cái nha, ba cái nha. Có chỉ là đỉnh của chóp nha anh em ơi. Ôi đây đây, cho anh em xem nào. Ôi thôi 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 thôi. Cái gì vậy chứ hả? Ô thôi 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 thôi. Xong rồi, xong rồi. Win Manalot lại trong tay rồi. Bây giờ làm tiếp nha. Tiếp nha. Sở kiếm đang hên, sở kiếm đang hên, sở kiếm đang hên. Chán lắm. Một chàng liếm 7 cái được 4 cái rồi. Nên tiếp tục hay dừng lại anh em. 7 này. Bây giờ để mình dồn có được bao nhiêu nha. Ôi ngại lắm. Kiểu này là ngại lắm anh em ơi. Nó ra nhiều quá mình ngại ấy. Tại vì ô thôi 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 thôi. Còn 49 cái. Ôi 49 cái, 49 cái mà được 4 cái này rồi. Đấy, 4 cái này rồi anh em ơi. Chán lắm. Làm cái này chán lắm. Có nên đập nữa không? Rồi bây giờ mình đập thêm 5, 5, 49 cái. 49 cái thì đập được 4 lần nữa. Ra 4 cái nữa là 8 cộng lồng, hơi ngại. Anh em người ta lại báo dùng phần mềm này kia rồi, mang tiếng chết luôn đấy. Thôi, 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 đây đây. Tiếp nào, tiếp nào, đang sờ cái này đang hên nè. Hiệu tập. Ô trời ơi, gáy sớm rồi. Cái gì vậy chứ hả? Ôi gáy sớm mất hạ 8 đồng luôn kìa. Thôi 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 thôi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, nhà nghèo ba bá đông anh ơi, nhà nghèo ba bá đông anh ơi, xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi, nhà nghèo ba bá đông. Đây 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 đây. Hiệu tập, hiệu tập. Trời, xong rồi. 6 cái, mất 6 cái. Hỏng rồi, hỏng rồi. Năn nỉ, năn nỉ, năn nỉ. Thêm 2-3 cái nữa thôi. Thêm 2-3 cái nữa thôi. Thêm 2-3 cái nữa thôi. Năn nỉ 2-3 cái nữa thôi. 2-3 cái nữa thôi. Rồi 8 cái. Biết ngưng đi được rồi. Ngưng để cái 49. Rồi xong rồi. 49 gặp 53. Không 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 không, quên 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 đấy, gặp 49 rồi, 49 chưa qua 53 đã tới mà lại còn còn cố đổi. Sao 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 sao, tiếp nào, tiếp nào. Hai cái nữa thôi, hai cái nữa thôi. Lâu. Ô hỏng rồi, hỏng rồi. Ồ hiện trả 10 cái anh em ơi. Ôi mừng rớt trước mắt anh em ơi. Đây có tổng tập lại được bao nhiêu này, 25 rồi, vẫn 33 cái nha anh em ơi. 33 cái, 33 cái vẫn đang có cơ hội, vẫn đang có cơ hội nha. Đây, tiếp tục, tiếp tục, không sao hết. Bad boy, bad boy. Tiếp nào, tiếp nào, tiếp nào, tiếp nào, tiếp nào. Huy hiệu tập, huy hiệu tập. Lum. Cái gì vậy chứ hả? Ôi. Lại mất 8 cái. Cái thế nhỉ. Toàn rồi anh em ơi.
năn nỉ năn nỉ, xin lỗi lúc nãy xin lỗi gáy sớm, gáy gáy hơi sớm. Trò hiện 8 cái. Lúc nãy đổi một nửa mà được 4 cái rồi, mình ngưng đi là đẹp rồi. Hàm có anh em ơi, nó ra số 49 mà không biết đường mà ngưng. Rồi, năn nỉ cái nữa nào, cái nữa nào, cái nữa nào. Lúc trời ơi, em trả 10 cái. Ôi, mừng rớt nước mắt anh em ơi. Vẫn đang còn 2 lần. Ô vậy 23 lần. À quên, 23 đồng. 23 đồng là được 2 lần nữa. Thêm thì được 3 4 lần nữa, còn không thì lại thêm cái nữa thôi. Thêm 2 cái nó cũng được, 2 cái nó cũng được. 2 cái. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ô thôi dòng hỏng xong rồi, xong rồi, xong rồi. Lại 13 nữa, thôi 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 thôi. Thứ 6 ngày 13 nữa không? Hỏng rồi. Lúc nãy 49 cái mình ngưng được rồi. Tham quá. Rồi 9 cái cũng đỡ. Ôi 11. Rồi 14 cái. Xong rồi. 4 cái là nhiều lắm rồi. Tại vì đổi chắc cú được 3 cái nha anh em ơi. 3 cái em dư một số đồng. Vậy lúc nãy mình ngưng đi là đẹp lắm. Rồi 8 cái vẫn còn được lần nữa. Người ta bảo tham thì thâm mà đa dâm thì hại thận, khổ thật. Ngưng đi, ngày hôm sau xoay tiếp. Ngày hôm sau đi gom thêm mấy đồng nó xoay tiếp, đang 49 đồng cơ mà. Một đồng một này, một cái nữa, một cái nữa. Lum. Ồ. 5 cái xong rồi, không đủ rồi, còn 7 cái, con nạn. Vậy là mất 100 cái. 100 cái được 4 cái. Lời nhưng mà lời ít anh em ơi, tại mình tham ấy. Tại có tham đi. Lúc nãy đã chỉ mất qua 58 cái. 58 cái mà được 4 cái rồi anh em ơi. Cái 58 cái mà được 4 cái rồi là có lời. Có ghê. Rồi rồi. Nhưng mà không sao, nói chung là lời lời ít cũng được, tại mình tham quá thôi. Mình không biết điểm dừng thôi. Lòng tham con người vô đáy mà. Lúc nãy mình suy nghĩ trong đầu là kiểu gì cũng phải được 6 7 cái. Tại vì mới có một nửa mà được 4 cái. Không ngờ đúng tham. Đúng cờ bạc ăn thua về sáng nha mày. Nhưng mà không sao, vẫn có lời. Mà lời ít. À, lời được 1 cộng. Vậy được rồi. Thì 4 cái này mình sẽ gom mình xoay Win Manalot luôn. Đấy. Rồi, video này mình lại xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Gặp lại anh em những video tiếp theo nha. Giờ là phải đi đấy. Làm tí hồng cầu nhảy nhót. Nay không có stream được. Sorry anh em nha. Hẹn trưa anh em trưa mai anh em vào đón xem siêu phẩm lúc Manalot nha anh em ơi. Bye bye.